Giang ơi, bé chó này bị liệt nên chủ nó không có cho nó vô nhà nữa. Nó bị nhốt ngồi một chỗ trong chuồng gà. Chắc là người ta sợ hôi nhà nên cứ mỗi lần thấy dơ là chủ nó lấy vòi nước xịt thẳng vô trong chuồng rồi xịt lên người nó luôn. Cứ để con nhỏ ngồi rung lập cập vậy tới khi nào khô thì thôi. Cái chuồng cho bé à, bé vàng. Chị hàng xóm gọi cho mình nhờ cứu bé về và tìm chủ mới cho bé. Nghe tin đó là mình sẽ tới đón nó đi, chủ nó đồng ý cái rụp luôn. Mà từ bữa nó cũng không thèm cho nó ăn bữa nào nữa. Lúc đó mình nhận ra rằng nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi mà không có tình thương á. Đi chụp X-quang thì tụi mình mới biết là cuộc sống của bé gãy làm hai rồi. Bạn biết không, có khi mình nghĩ bé bạn xuất hiện là bài kiểm tra của ông trời để nhìn thấu trái tim của con người á. Dù có thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ trả lời với ông trời là trên thế giới này vẫn còn rất là nhiều người tốt. Tụi mình tin tụi mình sẽ tìm được cho bé bạn một người chủ mới thật sự yêu thương con và đón nhận con, bất kể là con có tàn tật như thế nào đi chăng nữa. Đời đứa nhỏ này chưa một lần được yêu thương, hãy cùng tụi mình vẽ lại cuộc đời mới cho bé vàng nhé.